Xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình ghé nhà anh Thuận ở Châu Thành A để làm clip về phô mai nha. Rồi bây giờ hôm nay là chào bà con. Anh Thuận có nhiều dạ phôi? Có tổng cộng là có 9 phôi. 9 phôi. Dạ. Cũng vừa clip vừa rồi bán cũng hết hết 7 cây rồi, clip rồi được rồi cũng 9 phôi mà bán hết 7. Rồi. Dạ. Rồi, cũng nhờ bà con ủng hộ đồ. Rồi, tiếp tục clip thứ hai ha. Dạ, bây giờ đầu tiên là có cái cây này giá cái em vừa chơi không? Giá mềm á nên đợt này em bán cho bà con là cái giá này sổ luôn. Sổ luôn ha. Dạ. Rồi, cây số 1. Cây số 1 rồi, cây này cây kia bằng cái cây con ếch ngồi. Nó có hai đùa ếch bự lắm. Rồi sao quay nổi không? Không quay người vô, yeah. Người vô quay nè, quay nè. Cây này cây đùi ếch nè, cây này ếch này đẹp lắm, đùi nó bự cơ nè. Đùi ếch. Dạ. Yeah. Cây này ếch ngồi đó. Cây này giá mềm cho bà con luôn, cây này đẹp. Cây số 1 nè. Chưa có sắm cái bàn quay hả? Chưa anh ơi, mới bán. Rồi 39 anh. Rồi. 39. Dạ. Yeah. Rồi cái chiều cao nó cao nhiêu? 87 anh. Chiều cao 87. Không có đâu, lộn. Chiều cao 63, lại lộn cái thứ. Rồi đúng nè. Rồi 63. Rồi, lộn mà không được á. Rồi dạ, trên này chiều cao 63 đó. Rồi cái này giá nhiêu? Cái này giá 6,5 triệu anh. Bao ship luôn 200 km. Là mềm rồi đó phải không? Giá mềm đó anh. Sao? Dạ mấy vàng này đùi ếch này bự lắm, hai cái đùi ếch này dữ lắm. Cái đùi ếch nó khoảng nhiêu vậy? Đùi ếch này đo đường kính ngang cái chiều ngang nó là 13 đó anh. 13. Ừ cái chiều ngang thôi. Rồi. Dạ. Rồi. Đùi ếch này dữ lắm đùi ếch. Rồi cây số 1 ghi vô. Cây số 1 này giá số 1 giá 6,5 triệu bao ship. Rồi tới cây số 2. Cái này bây giờ một cặp anh, cặp song sinh số 2 luôn. Sinh nữa hả? Dạ. Thông tin này số 2, cặp này đẹp lắm. Trời ở đâu mà có thông sinh hoài vậy? Rồi quay cái chân đây, cây số 2. Dạ, một cặp số 2. Bán theo cặp luôn hả? Mà bán theo cặp luôn anh. Chứ bán cho giá mềm luôn cho bà con dễ xài. Rồi vô cái hoành luôn đi. Ừ, để đẹp. Này 44 anh. Rồi, cao. Chiều cao là hết cái thước đó anh. Mét 5. Rồi. Rồi đó cũ không anh? Đợt này bán cho bà con này bán sổ luôn đó. Cũ sao? À để em đo cái cũ cái cây. Đường kính bầu cũng được. Cũ đi. Cũ khó đo. Cái cũ này 1 mét đi anh, hơn mét đó. Rồi. Mét. Rồi. Dạ. Rồi cây này với cây kia nhiêu đã nói giá luôn rồi. Một cặp này 15 triệu anh. Bao ship luôn. 200 kg mét luôn. Rồi tiếp tục cây này. Dạ. Rồi. Rồi. Quay. Ông Đào kêu với ông nói chuyện nhỏ nữa ông Đào. Kêu nó vô kìa. Ông thử thề. Rồi. Rồi ấy đi. Rồi. Nói đừng chữ thề. Cũng 44 đó anh. 44. Hai cây này giống y gan luôn. Rồi. Xây vòng lại đây, xây vòng nữa coi đấy. Cây này đế đẹp luôn. Coi đế lại đi. Rồi, chút nữa đi anh. Rồi lên cao đi anh. Bờ cao này cũng gần thước 5 đó, cũng em 90 cái cây kia luôn. Rồi, cặp 15 ha. Dạ, cặp 15 này bao ship luôn đó anh. Cặp số 2. Cặp số 2. Rồi, ghi số. Số 2. Tổng số điện thoại anh ơi. À, số điện thoại của em 0939 869 389 anh. Rồi, địa chỉ. Ấp Trường Thọ A, xã Trường Đông Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Rồi. Nhận ship gửi cây 200 km. Rồi, bao ship luôn. Rồi anh, rồi cái cây. Vẫn gửi nhưng mà. Dạ, tính ship. Dạ, dạ. Rồi, né. Cây này, cái cây bay này quá đẹp nè anh. Đế đồ đẹp lắm. Rồi, kéo xích ra ngoài chút đi. Dạ, cây bay này dữ lắm đẹp. Dạ. Rồi, đó hoành luôn đi anh ơi. Cái bài này cái đế lắm đẹp đó. Đi vòng. Dạ. Chạy ngang.
37 anh, gần 38 thì nói 37 thôi. Đó đúng đó. Rồi có hoành đế. Hoành đế nó nhiều. Hoành đế này cũng gần hết cái thước luôn. Thước tư thôi, thước bốn mấy. Dạ. Cây này đế đẹp lắm đó. Nó bay cái dáng bay này nó dài. Rồi cái cạc bay nhiêu? Có cái thẹo đây ha. Dạ nó có hai ba thẹo mà thẹo này nó liền mặt hết trơn rồi. Đấy nhánh đó anh. Rồi. Cái bay nhiêu? Cái cần bay này có 2.5. Cái này là 2.5. Tới cái bầu này 2.5 đó anh. Rồi, cây này giá nhiêu anh ơi? Cây này giá 8.5 anh, bao ship luôn. Còn số mấy? Cây này cây số 3, 8.5. Bao ship. Cây số 4. Rồi, số 4 qua đây anh ơi, cây này đi. Cái bay này đó anh ơi. Cây số 4. Dạ, cái bay. Cái bay được rồi, ông bạn ổng hứa mà ổng không ấy giờ cái bay này bữa nay đẹp lắm. Rồi, cây này đâu quạnh đi. Được rồi, có quay gọi hả? Dạ, cái được rồi, còn cụ cây này nè anh. Rồi, ai 9 cây mà bán hết, còn 8 cây, còn cây này ông bạn ổng hứa rồi. Thôi, giờ anh bán luôn. Cây này 39. 39. Dạ. Yeah. Rồi. Bao nhiêu? Thước 5 đó anh. Tới thì ghê đế luôn thước 5 anh. Rồi mai gì? Mai này mai vàng. Dạ yeah, mai vàng này cái đế này đẹp lắm. Bông đẹp luôn. Bông này mình chưa có hứa không biết bông đẹp không. Hoành đế này 120 đó anh. 120. Dạ. Yeah. Rồi cây này nhiêu là... Cây này giá 8 triệu anh, bao ship luôn. 200 km luôn. Giá cũ luôn hay gì? Giá cũ luôn, này rồi không có bao ship được này mình bao ship. À bao ship luôn ha. Dạ. Cây này cây số 4. Biết ship rồi phải không? Rồi, biết rồi đó, số 4. Rồi, 8 triệu bao ship luôn. Rồi. Rồi tiếp tục. Cây này cây số 5 anh, cây mai xù. Của bà. Xù. Dạ. Đây có cái mặt cắt. Có mặt cắt nè mà nó cứng ngắt rồi. Rồi. Nè nè. Cây này xù lắm, xù á. Xù. Dạ. Yeah. Cây này xù đẹp đó anh. Mà cái đế nó không được đẹp. Rồi, thông số đi. Cây này cây số 5. Trong đế bình thường. Dạ, đế này đế thường thôi. Rồi 45 đi. Ờ 44 anh ơi. 44 thôi. Rồi. Dạ. Nó bề cao 1m2 đi anh ơi. 1m2. Dạ. 1m2 đi. Rồi. Rồi giao lưu nhiêu anh ơi? Cái này giao lưu 14 triệu anh, bao ship luôn. 200 km luôn. Mềm chưa? Mềm đó anh. Được rồi bao ship rồi, được rồi em bán sổ luôn đó. Có đây cái mặt cắt nữa nha. Dạ, yeah, có đây mặt cắt mà liền chân rồi đó. Cứ báo rồi, cho. Dạ. Cái lỗi nào chứ gì báo? Cái lỗi cứ báo. Dạ. Yeah. Rồi, tiếp tục. Rồi, cây này cây số 5. Số 5 bây giờ cây số 6 này số nhỏ anh ơi. Cây này hai vợ chồng mà nó ôm nhau nè anh. Quá đít nè. Cây này nhỏ bán cho bà con cái giá mềm luôn. Rồi, báo giá luôn đi. Cây này giá 2 triệu anh, bao ship. Hai vợ chồng mà nó ôm nhau nè anh. Bao ship là có mai gì? Cái này mai vàng anh. Có ghép gì không? Không, cái này nguyên si. Hai chồng nó nằm vậy đó. Hai chồng nằm không? Rồi đây. Dạ, hai chồng. Bóp cái tay được rồi. Đó, đi mà. Đó, nó vàng nè. Rồi cây nào cũng vậy nè. Đó. 20. Đó. 20. Giờ mình này nó ngộ, nó nằm. Cao 50 á. Cao này chắc cả. Đọt nhỏ luôn á. Bốn mấy anh? Ừ, nếu tính luôn cái đọt nhỏ. Dạ. Đó. Rồi, 2 triệu. 2 triệu bao ship luôn. Ghi số vô. Cây số 6. 2 bao, triệu. Có cái chậu luôn phải không? Bao cây này bao cho có chậu luôn. Rồi cái chậu sao ship nổi? Miễn không ship cái chậu thì bớt tiền cho anh bà con chút đỉnh mua cái chậu khác. Rồi, tết này có bông lai gai chơi luôn. Rồi, cây này đẹp á. Rồi, tiếp tục. Rồi cây số 7 anh. Cây trong chậu. Cây số 7. Rồi cây số 7 này đế đẹp à. Đế đẹp. Dạ, cây này đế đẹp lắm anh ơi. Rồi, cây này hoành luôn đi anh. Có đi dữ. À, anh gắng lại quay đi, cây này bị cái chậu nó nặng á anh.
đo này mình này mình đo chỗ nhỏ nhất đi, 33 32 đi, chỗ nhỏ nhất rồi cái đế. Mấy cây nào quay mình dài dài chứ nữa mình dài nó... À, cây này một cái đế 1m3 đó anh. 1m3. Dạ. Có thẹo dít gì không? Không. Rồi. Cây này không có cái có thẹo nào hết trơn đó. Rồi, có mặt cắt cái nhỏ nhỏ không à? Ném đi. Cao. Cao này từ dưới mặt đầu anh là thước 3 anh. Rồi lên thước 3 thôi. Để cây nào quay dọn dọn xung quanh chút nha. Rồi rồi rồi. Rồi cây này anh báo giá đi. Cây này báo giá 12 triệu anh. 12 triệu. Bao ship luôn. Bao ship luôn. Mà không mấy cái chậu rồi, bớt rồi cái chậu 500 ngàn. Nặng mình dễ vận chuyển á, cái chậu nó nặng. Ừ, đế quá rồi. Cây này đế đẹp ok đó. Mua cây bự tặng cây 2 chồng luôn hả? Rồi miễn mua ai mua hết thì tặng cho cái cây 2 chồng luôn 2 triệu. Rồi. Cầm thú này đẹp quá nè. Còn thú nó xìu quá. Rồi rồi rồi. Dạ. Yeah. Ờ cái mạnh nó bán. Cái này cây số 7, giá 12 triệu. 12 triệu đọc số gọi nó. À 0939 869 389. Rồi, tiếp tục. Cái này là bông mai gì đây quên nữa. Mai này mai vàng anh. Mai vàng. Mai đợt này mai vàng không à. Cái này chắc ăn rồi từ 5 cánh đi. Tại vì mình không có già. 4 cánh. À rồi. Có 4 cánh à. Rồi vậy đi. Rồi cây số 9 này anh. Dạ. Cây số 8 rồi, số 7 này cây. Ờ cây số 8 đây anh. Cây này cây. Dạ. Thú. Rồi thú à. Thú. Thú nè anh. Thú này nó rõ nét lắm. Dẹp cái lá lên. Rồi. Mấy con thú nó mà lá nó phè bà con ơi, mình mắc dạch rồi bên coi mới được. Nè đó. Đít khu đồ có đầy đủ đó. Có đùi luôn. Nè. Nó có đuôi đồ nè anh. Nó. Rồi, có đuôi. Hay gì đóng gông chưa có chùi á. Cái này mạnh lắm. Đít giữ đít à. Rồi cao nhiêu hoạch nhiêu. Bạn đừng có chạy ngang cái màn hình. Rồi rồi. Quanh này mình đo chỗ nhỏ này đi. Tết này cũng có bông rồi ha. Dạ có bông hay gai anh. Quanh 30 anh. 30 rồi. Dạ nó đo ở cái chiều sau này thì cái đít đồ cái đít là tới 60 anh. 60. Rồi. Dạ. Rồi. Rồi. Chiều cao này 40. Rồi báo giá luôn ơi. Cây này 5,5 triệu anh, bao ship. 5,5 triệu. Rồi bao ship 200 km luôn. Rồi đánh mã vô đi. Cây này cây số 8. 8. Rồi, tiếp tục. 5,5 triệu. Còn cái mai tứ quý bên này còn cái mai chiến thủy này nữa hả anh? Chiến thủy nè. Dạ. Chiến thủy. Cái phôi khủng đó bán rồi hả? Ờ bán rồi anh. Cây bờ cây đó mà lại lấy trước cũng bán rồi. Dạ bán rồi hết trơn rồi đó. Còn dạ còn gửi. Anh giờ vô đi để cho nó quay cái cây mai chiến thủy nè anh. Cái mai nhỏ luôn rồi thử. Mà chiến thủy này cái góc dữ lắm góc. Cây số 9 đó anh. Mà chưa thấy. Chi cành đầy đủ luôn đó. Này mua đế rồi đẹp ok đó. Nó có mấy cái thẹo này mà không có gì chứ. Tiền bon. Dạ anh qua đây coi. Đỡ cái góc cái này. À đừng chạy đi. À đừng qua. Dạ. Chạy qua cái màn hình. Rồi. Dạ. Xây hả anh? Cho nắng. Rồi xây đi. Cái này đế là điều bốn mặt đó anh. Rồi có cái thẹo thẹo này lạnh hết ha. Ờ lạnh hết trơn cái thẹo này cứng ngắc anh. Rồi, đo thông số lên đây. Dạ. 3 tuần. 52. Không có 47 anh. Cái thước nó sáng lắm kìa, sửa lại cho thẳng đi. Kéo thẳng rồi. Ờ đo chỗ nhỏ đi. 44. 44. Dạ. Rồi, cao. Rồi 100 anh. 100.
Dạ. Rồi, cây này giao lưu nhiêu? Giao 4,5 triệu anh, bao ship. 4,5 triệu. Dạ. Chiếu thủy. Dạ, chiếu thủy. Cây này cây số 9 phải không? Số 9. Rồi. Cây số 9 4,5 triệu. Cây số 9 4,5 triệu. Dạ, bao ship. Rồi, còn cây số 10. Còn cây số 10 nữa. Cái này đó anh. Khoan. Cây này nhỏ mà ghế đều lắm nè. Dạ. Rồi, đó hoành lên đây. Con sai mini. Con sai mini. Dạ, cây này 1,5 triệu mà không có chậu nha mấy anh em. Rồi, 28. Dạ. Rồi, cao nhiêu? 33. Dạ. Yeah. À, cây này 1,5 triệu mà bao ship luôn mà nó không có chậu. Thằng mình dễ vận chuyển á. Đó bà con. Cây số 10. Cây số 10 này nè. Đế nó đều hết trơn à. Rồi quay coi. Quay vòng coi. Dạ. Nổi không? Nổi. Không quay nổi. Rồi cây này 2,5 triệu hả? 1,5 triệu anh bán. Không có chậu nghe bà con. Ăn mình gửi rồi nó dễ bà con. Rồi, bao ship luôn. Rồi. Kết thúc ha. Rồi kết thúc bà con. Dạ. Mến chào. Mến chào bà con, hẹn gặp lại clip sau. Clip sau. Dạ. Anh Tuấn đi đường